Đồ Võ Thành Khuyên kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 2021. Hôm nay chúng tôi đi vừa bàn giao một bộ cuốn thư câu đối ở tại Thái Bình, thành phố Thái Bình. Nhà chú Vân ở thành phố Thái Bình đó. Hôm nay chúng tôi đang quay trực tiếp ở nhà chú đây và vừa bàn giao bộ cuốn thư câu đối của bộ cuốn thư câu đối này là kích thước dài 1m97, rộng 97, gỗ dày 5 phân, chất liệu gỗ mà gỗ hương đá này. Và theo yêu cầu của chú là giáp vàng Đài Loan này. Vàng Đài Loan này. Chữ cuốn thư là chữ Đức Lưu Quang và chữ câu đối là chữ bên tay phải tôi là chữ Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, câu đối bên tay trái là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Wow. Chữ này là chữ chung gia đình nhà nào cũng thờ được. Wow. Này hôm nay chúng tôi vừa bàn giao xong này cho chú. Rồi. Hàng chúng tôi đục hàng đục 100% bằng tay, đục hàng rất nét, canh bóng sắc nét. Hôm nay đi giao cho chú. Wow. Quay trực tiếp để mọi người tham khảo bộ cuốn thư cổ đối, bộ cuốn thư rất đẹp, hàng năm phẩm, chất liệu gỗ hương đá. Đây hiện giờ tôi đang trên tầng 5, nằm trên tầng 5 nhà tôi. Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng nào có mua sắm những bộ sản phẩm về đồ thờ, về đồ gỗ hãy xin liên hệ đến cơ sở đồ gỗ Thành Khuyên, địa chỉ La Xuyên Vàng, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định, số điện thoại 0398949854 hoặc trực tiếp đến cơ sở đồ gỗ Thành Khuyên. Đấy, hàng